Để vợ sớm Ui rồi, lại. đây nước này nhiều chưa? Đây các bác, chảy dưới này mới thấy nhiều này. Ui rồi. Đây, đợi một lúc là bây giờ nước nó trong vắt rồi đây các bác, không còn đục nữa. Mày ơi. À. Cháu Trinh xin mến chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác, anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Kẻ Vàng. Bác mến, hôm nay thì cháu Trinh lại tiếp tục lên trên nhà của em Hưng với cả em Thuận. Và ngày hôm nay thì cháu Trinh lên nhà của hai anh em có hai công việc để làm. Thứ nhất là kéo nước, thứ hai là kéo điện. Đấy, và hiện tại thì cũng đã buổi chiều rồi các bác, tầm 2 giờ rồi. Thì buổi sáng thì cháu Trinh có việc, buổi chiều thì hai anh em chúng cháu lên. Đấy, hôm nay là có cả bạn Giang đi cùng nữa. Cháu Giang xin mến chào toàn thể quý các bác anh chị ở trên kênh của bạn Trình các bác anh chị nhé. Ngày hôm nay thì Trình cũng sáng nay thì hai anh em có rủ nhau lên. Đấy thì đợi sáng thì hai anh em có việc một chút đấy, thì buổi chiều ngày hôm nay thì hai anh em mới lên đến đây các bác ạ. Bây giờ thì anh em cháu sẽ vào công việc. Đấy thì bạn Giang thì hôm nay là cháu Trình cũng thấy ở nhà các bác. Thế sao hôm nay bạn không đi quay mà ở nhà đấy? Thì cũng thưa với các bác là ở kênh A Giang TV ấy, thì cháu Giang đã thông báo trên kênh rồi, đó là bị đánh gậy cũng như là bị bản quyền, cũng bị chính sách YouTube ấy các bác. Vậy nên là hiện tại là không thể tải video lên được, cũng như là bây giờ thì cháu Giang đã ngừng hoạt động ở kênh A Giang TV rồi, thì để một thời gian nữa thì cháu Giang sẽ hoạt động trở lại cái kênh đó. Thì bây giờ thì cháu Giang đang làm một cái kênh mới để phát triển, cũng như là nhằm là đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh cùng tất cả anh em. Thì kênh mới thì hiện nay thì tên thì bây giờ cháu đang do dự một cái tên ấy các bác. Vậy nên là kênh mới cháu Giang sẽ nhờ bạn Trình là gắn link ở trong phần bình luận, thì rất là mong các bác anh chị sang bên đó cho cháu Giang xin một lượt đăng ký kênh của bác anh chị nhé. Chào công các bà, chào cô các chú ạ. Rồi, ống nước là hôm qua mang ra đây một quận hả Hưng? Vâng ạ. À, một quận này. Với cả hôm qua là hai anh em chúng cháu có đi lên trên kia để vác xi măng với cả cát lên để mà láng nền rồi. Bây giờ chúng cháu sẽ kéo lên. Và đầu tiên thì sẽ chúng cháu kéo từ đầu nguồn ra đến chỗ nhà cũ này các bác nhá, để lấy nước sinh hoạt, làm một cái khóa nước ở đây. Đây em ấy có dùng ở nhà cũ thì sẽ mở ở đây, và không dùng thì sẽ khóa để cho nước chảy xuống nhà mới. Tại vì là bây giờ cái nguồn nước ấy thì cũng chỉ có một nguồn thôi, một đầu nguồn thôi. Khi mà nếu mà kéo thẳng xuống ấy thì nhà cũ lại không có nước để làm trong cái quá trình mà chưa làm xong nhà. Cho nên là chúng cháu phải kéo vòng qua đây để dùng nước sinh hoạt ở đây, sau đó thì mới kéo xuống các bác. Đây, thôi bây giờ hai anh em chúng mình bắt đầu công việc thôi nhỉ? Vâng. Là bây giờ có một người sẽ ở đây nhá, để cho Hưng là cầm đầu kéo đến đầu nguồn thì thôi. Anh với cả bạn Giang sẽ ở đây, xong là Hưng kéo đến đầu nguồn thì bảo với một người phải anh nhá. Một người phải ứng. Vâng. À, bắt đầu thôi nhỉ? Bắt đầu thôi. Anh ơi, kéo em một đoạn nào. Đấy nhá, để em lên ạ. Rồi, từ từ nhá. Ôi ôi, hôm qua làm cái bể lọc là làm thấp thế này thôi á. Thế thôi. Thảo nào em ấy bảo làm trong vòng buổi sáng là xong. Làm vậy là được rồi anh ạ. Ừ. Như này thì cũng được rồi các bác, không cần phải quá cao đâu. Như hôm qua. Như vậy là con nước mà trong này là nó ấy hết rồi. Ừ.
Hiện tại thì cháu Trinh thì ra nhà của em Hưng, còn em Giang ấy các bác thì đi nhà của em Quân để kéo ở đấy. Hôm qua là cháu Trinh có thuê thêm một người nữa để đi kéo hộ em Quân ấy các bác. Thì khả năng là trong vòng hôm nay nữa là cũng xong rồi. Nhưng mà bên cái bể của nhà em Quân là to hơn cái này rất là nhiều. Tí cứ thả nước vào bên trong đã. Xong này mình ấy. Bây giờ hay là mình sẽ đắp đất ở đấy cho nó thành một húng nước ở đấy, sau là mình lấy ống nước kéo ra đây. Nhờ. Ừ. Cái này mai này nếu mà mai chỗ này lại rộng rồi đấy. À, hôm qua lấy thêm một bao xi á. Vâng. Cũng dùng hết luôn. Không. Còn một nửa. Ừ. Em bốc ra đây một nửa thôi mà, một nửa để trên kia. Ừ. Cái này có để ít xi quá không? Không, cái này nhiều đấy. Đấy toàn cát thôi. Cái này lúc sáng em trộn đắp vào cái này ấy. Ừ. Đắp vào mấy cái bờ này đâm ra nó bị dính ở đấy. Giờ nha. Hả? Đào một cái ránh từ đây xuống dưới kia. Ránh như này. Ừ, xong rồi mình lấy ống nhựa đút vào đây. Đút vào đây dẫn đi. Ừ. Đâu cái cuốc của em đâu hết rồi? Một cái nữa. Cái này. Ôi ôi ôi. Dùng sức quá. Cái này anh bảo nó từ ruộng ra làm sao có cắt trắng như này đúng không? Ừ. Ôi giời. Đây có cuốc này. Cái cuốc vừa mới ra cuốc. Bạn này khỏe quá. Bể cái. Này là phải có kinh nghiệm ấy chứ bạn bể là nó sẽ cái luôn. Cái này là anh phải mở rộng trên này ra là bắt đầu cuốc. Đây giờ anh có nhấc hết bao nhiêu cũng được. Ơ cái này là nó chui từ dưới nó lên à Hưng? Đúng rồi. Đặt cái sổ đây. Nó chui từ dưới lên. Anh cắt cái em cắt cái đít xô đi rồi. À. Anh thấy. Còn... Để anh dọn cái xô này cho sạch á. Đấy Hưng cũng đặt một cái xô ở đây này. Xô này đặt được mấy năm rồi? Đặt được 7-8 năm nay rồi anh ạ. À cũng chắc nhờ. Nó ở dưới nước là nó không hỏng. Nó phơi nắng thì khả năng là không tồn tại đến giờ nhỉ. Cứ cho nó thấp xuống. Ui nước này mát lắm. Mát. Đấy để anh ấy đào một lúc. Người đào một lúc. Trời nắng. Đấy đừng có bẻ đi không tí nữa gãy một lần nữa đấy. Gãy cái này nữa là ở nhà còn cuốc không? Hết rồi. Hết rồi à? Thôi thế để anh làm nhẹ nhàng. Không hết cuốc. Điện là hôm qua bên điện lực là nghỉ anh nối ạ. Cho mình chưa? Nghỉ. Nghỉ à? À. Ôi thế sao mình cứ kéo đó nhỉ? Vâng. Kéo để đấy xong mấy nữa các chú ấy làm thì cho các chú ấy kéo. Cho các chú ấy đấu thôi. Ừ. Khả năng là nghỉ lễ rồi. Quốc cái lớp đất cứng này ra đó. Lớp cỏ. Khả năng là sau cái công trình của Hưng thì chắc là người khỏe lên bao nhiêu ấy. Bây giờ là cái quan trọng là mình còn dựng lán nữa cơ. Dựng lán mới là mất công nhỉ. Tốn công, tốn thời gian. Mất sức nhiều. Hưng thì chuyên môn là mặc quần cộc nhỉ. Vâng. Quần cộc, áo cộc. Cái này không nóng à? Không. Cháy hết da rồi. Làm xong nhà trở thành người châu Phi à? Thành châu Phi cũng được. Đen càng tốt. Đấy. Mỗi người một công đoạn cho nó đỡ mệt. Đấy bây giờ bạn cứ cuốc mạnh tay là được. Mạnh tay được đúng không? Ừ. Hưng ơi bây giờ em đi cắt cái ống nước đi. Ừ, ống nhà đây không Hưng. Không phải đâu. Cuốc ra đây anh. Cái này kéo ra trước nhờ. Của nhà mình ấy.
tí cuốc ra bếp cho người ta là nếu mà là gọi là hỏi thì chết. Mình lôi lên một đoạn lấy cái ống to ống đen này của mình luôn đi nhỉ. Ờ, lấy cái đoạn ống đen ấy, tìm cái đoạn ống đen. Ờ, lôi cái đấy ra, cắt cắt cái đoạn đấy ra, ống mới ấy. Đấy, cái này là tí đưa bạn cứ hạn cho nó thấp cho nước nó chảy ra hết chứ không bị đồng lại. Đây nước này là vừa đủ một ống à Hưng? Vâng, không thừa đâu đúng không? Ui nước này mát thật, thích thật. Tầm này chắc đủ. Hôm qua thì cháu Trình cùng với cả Hưng cũng ra đây để làm cái bể, nhưng mà hai anh em cũng chỉ đào được xong là giải được phần nền thôi. Sáng nay Hưng mới ra làm mà, hôm qua, sáng hôm qua đúng không? Vâng. Ra làm thì hôm nay cũng đã khô rồi. Bây giờ khả năng là nước để ở bên trong được rồi đúng không? Được rồi. Từ từ nối ống vội. Bây giờ mình cứ để nước cho nước này là tốt. Hết đục đã. Nắng làm nó bị mệt thế sao anh nhỉ? Đấy, như này thì kéo từ tít đầu nguồn ra các bác thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Mưa xuống là nó không có cát nhiều đâu. Hưng là sẽ thiết kế cả cái nắp này để đóng lại. Còn nhìn không kỹ là không phát hiện ra đâu nhỉ? Đúng rồi. Trước cứ tưởng là em kéo để ống ở đoạn nào đây. Khả năng là cho nó thấp hơn một tí nữa Hưng ạ. Đến nơi đấy. Ui rồi. Đào vét cái mương này xong nước nó chảy ra hết rồi. Đúng là cái nguồn nước này chỉ đủ để một ống thôi nhỉ Hưng nhỉ? Đúng rồi. Một ống thì cũng đủ dùng rồi các bác. Đúng rồi. Chạp. Rồi. Ống to rồi, nước to. Tuyệt vời. Ui giời. Nước nó mà to thế này thì dùng không hết à. Đấy, Hưng có làm một cái ống nhỏ ở phía đấy để có thể dọn phải lấp vào chứ nhỉ? Cái đấy chắc phải lấp anh ạ, nhưng mà một tí nữa. Cái này không à, cái bể này em phải ấy Hưng ạ, em đào đào hết xung quanh này ra này, chứ không là nước mưa nó chui vào bên trong hết. À. Đây, đào ở đây cho nó có một cái lối đi ra, hiểu không? Mưa nó mới không tràn vào bên trong. Có làm chắc chắn không đây? Có chứ. Nay hôm qua không cho thêm viên gạch nữa là đẹp quá nhỉ. Ừ. Để chắn đằng trước này nhỉ. Ừ, mới nước thêm nhá Hưng. Vâng. Lấy thêm một ít xi nữa lên để chắn hai viên gạch ở đây. Đây chắn ở đây. Ừ. Xong à, bây giờ không có gì ấy, chưa có nắp xi măng ấy thì thiết kế tạm một cái nắp gì bằng tre, bằng gỗ ấy, tấm ván ra để chặn đã nhá. Vâng. Làm hai ống đi. Bây giờ phải bịt một ống lại, kéo một ống. Rồi. Nước là tự nhiên bén nhỉ? Ừ. Hay là bị tắc ở đâu rồi? Ơ cái ống đấy không xả được à Hưng? Ống nào? Ống chỗ... Em đang bịt vào chứ. Anh xem nào. Cái lỗ này nó bẻ là nó nhỏ quá Hưng ạ. Vâng. Mình phải bịt đất vào, bịt lại không cho nó chảy ra thì nó mới không ấy. Đất này toàn đất cát này. Đấy, bây giờ đóng một cái nắp lên đây là không ai biết là ở đây là đầu nguồn nước đâu các bác. Và Hưng sẽ để đất lên nữa này. Đấy. Phủ đất lên nữa là xong. Ừ.
Đấy, nước vẫn chảy ra này Hưng. Lấy cái đất cứng cứng ra đây để đắp ở đầu nguồn này này. Cái đất này nó thoát nước tốt lắm. Đè một ít thôi, không cần đè nhiều đâu. Mấy đứa nó bị tắc ở đâu mình còn kéo ra được. Không, không tắc được. Có chứ. Đấy, đè đây, lấy đất nào mà chắc chắc ấy. À, cái này nó thế thôi. Chỗ này nó thế mà anh. Cái ống để dừa của em làm cao quá Hưng ạ. Dạ. Cái ống để dừa của em ấy làm cao quá. Cao à? Cao nó không thoát được hết. Em phải làm nó chìm xuống. Chìm hơn cả cái bề mặt này này thì nó mới. Nhưng mà cái kia không rửa được. Đợi nước nó ra hết xong hót hết đất nó xong ra. Đất cát. Cứ cho vào đi anh. Nó không hề đâu mà vào. Cho vào nó lắng xuống mà. Ừ, cho nó lắng xuống đi. Thế này. Mày thiết kế một cái gì ra để đậy ở đây. Đấy. Đây, nước này, nó chỉ bé thế này thôi. Nhiều khi nó đi to nhưng đi nhỏ nhỏ. Ừ. Nên là sợ kéo xuống đến dưới đấy thì chắc phải cái ống là không được thủng ở đâu ấy. Chứ không là nó hao hụt ở đâu nữa là xuống đấy là bé lắm. Không anh ạ, bây giờ mình cứ để bây giờ đóng lại, bịt lại cái chỗ kia. Ừ. Bịt đi, bịt lại. Bịt ở bên trong này này. Lấy cây cỏ này Hưng. Cỏ này này, cỏ. Bịt ở ngoài. Bịt ở ngoài thôi. Đi đằng ngoài là một lúc đấy anh xem nước nó to hay không là biết ngay mà. Ừ. Giờ nó đến đây là nó cái cân bằng nó ở trên này là nó to. Ừ. Ở đây cũng bịt một ống đi Hưng. Từ từ đã, để em xem nó ra hai ống xem nó như nào đó. Mình kéo hai vòi luôn á. Không, hai vòi không đủ đâu. Nước này, bé tí này. Hai vòi không đủ đâu. Đi xa nó hao hết nước rồi. Ừ. Nguồn nước là chỉ được thế thôi. Chỉ thế thôi. Không được hơn nữa. Tốt lắm rồi đấy, nhiều chỗ là không có nước đâu ấy. Nhưng mà nguồn nước của Hưng này là quá là sạch rồi. Dẫn từ đây xuống đến dưới nhà là cũng gần đấy các bác. Với cả kéo bằng ống nhựa này thì nó không bẩn. Ngày xưa nhà Hưng có làm bằng máng bằng cây tre này để kéo không? Ngày trước mà. Ngày trước thì... À, ngày trước xách thôi, đi xách. À. Đi vác ấy, từ trên kia. Vác bên kia xuống. Ừ. À, ở cái làng này thì ở bên kia có một nguồn nhờ. Đúng. Một cái nguồn nước ở đấy to phết đấy các bác. Ở đây cũng có một nguồn mà, đây này. À. Nhưng mà là nước mạch. Nước suối chứ. Phải không. Đi mua cái nguồn nước này ấy. Ừ. Ở trên kia nước ấy lắm, nước trong lắm, với cả mát. Cả làng đấy là dùng ở đấy, mấy nhà là phải vác ở đấy nhờ. Đúng rồi. Không kéo được tại vì là cái nguồn đấy nó thấp hơn. Chỉ có mua máy bơm về ấy, để đặt thì hút lên dùng là được. Nước ra cũng mát mà nhỉ, đây mát. Ừ, mát. Nhưng mà đến nước này mà kéo đến nhà mới của em ấy là nó nóng rồi. Nóng rồi. Nóng hết rồi. Ôi dồi ôi, quần bẩn hết rồi. Chôn được ống thì sẽ ấy nhé. Ừ. Nhưng mà sao ấy nhỉ, chôn có được không? Không chôn được, xa. Từ đây xuống hết kia, nhưng mà không chôn thì sợ người ta. Hơn 200 mét đấy, không chôn được đâu. 400-500 mét đi chứ anh. Ừ. Cái ống nước là mình mua là 400 mét đúng không? Vâng. Khả năng là đủ. Không đủ thì thiếu, cũng thiếu chắc là tầm mấy chục mét đủ nữa thôi. Đủ năm này chứ không? Chưa anh ạ. Đợi để đầy đó các bác, bây giờ đang đợi để đầy thì
xe đút cái ống nhựa vào. Ui rồi, dưới kia là chưa gỡ ra hết à? Chưa, không gỡ được hết đâu. Tí nữa mình nối nước xuống thì nó chảy à? Chưa nối luôn nữa. Còn nối luôn thì nối, mà không nối thì em nối vào cái dây con này. Thừa một nửa quận. Tí mình kéo xong là mình phải nối đấy. Kéo xong quận này mình phải nối, xong là xem nước có đến hay không. Kéo xuống đến dưới kia ấy. Đấy, bây giờ nước bắt đầu đến đấy là bắt đầu. Cái nguồn này mà ra nữa là bắt đầu nó mới trôi đi, còn không là nó vẫn ở trong bể. Thưa bác là về phần vật liệu ấy thì hôm qua đã lên một xe cát rồi các bác, lên một xe cát 7 khối rồi. Thì thưa anh ạ, đừng có. Còn ngày mai sẽ lại lên 2 xe nữa. Trước tiên thì chúng cháu sẽ lấy 3 xe cát trước. Sau đó là chúng cháu phải lo được cái nguồn nước này, kéo nguồn nước xuống và đấu được điện. Thì đồ thợ ra thì mới có điện nước để mà làm được các bác. Và cái nước này ấy, nếu mà không có cái tách thì phải đào một cái hố, xong là dự trữ nước. Đào một hố xong cho bạt xuống. Ừ. Cho bạt để dự trữ lấy nước để dùng. Chứ không có gì dự trữ là dùng không đủ dùng đâu các bác. Để mà xây dựng ấy. Vẫn chưa ra à? Ra chưa? Đây, ra vào đây. Đấy. Đây. Hai cái nguồn này. Bé bé, nhỏ nhỏ. Đấy. Úi dồi ôi. À, cũng được như này này. Hai nguồn. Không. Ui, cũng nhiều phết đấy chứ. Em chứa vào đây là cái công dụng của cái này là nó lại chứa nước ở đây, xong nó bắt đầu đẩy nó lại mạnh hơn. Vì đấy, bây giờ anh bịt cái này lại là cái đấy nó mạnh luôn. Đợi nó mất tí xong thả ra, đợi một tí xong thả. Ui, bị dò gì rồi Hưng ạ? À? À không phải. Không phải đâu. Không dò dò ra được anh. Này từ lúc em xây ở trong em đã gõ thật chắc rồi. Sau này lấy vợ thì vẫn phải ở trên này. Vẫn ở trên này thôi. Lấy vợ có gia đình rồi các bác, thì em ấy phải làm ăn là vẫn phải làm ăn ở đây. Chứ nhiều bác bảo là phải chuyển hết những con vật nuôi xuống dưới kia. Thì nếu như mà em chưa lập gia đình ấy, thì có thể là chuyển xuống. Vâng. Còn không ấy, lập gia đình xong là vẫn phải lên đây để làm ăn các bác, canh tác vợ. Vợ sớm. Ui dồi, đây này, nước này, nhiều chưa? Đây các bác, chảy dưới này mới thấy nhiều rồi. Ui dồi. Cái ống này hình như khả năng em làm hơi nhỏ hay sao? Làm cái ống to hơn. Ống này á? Ống này vừa ống này này. Vừa rồi, nó như nhau ấy. Ừ. Vít vào được nhỉ? Ống này mà nó to hơn nối nữa thì... Nối vào đi, thương. Nối luôn không? Nối luôn nhưng mà ở dưới kia vẫn chưa gỡ. Nối vào cái dây cú ấy. Thì bây giờ nối cái này vào đi xong là đi xuống kia. Nối đi, nối xong là mình kéo luôn. Tí nữa mình xuống dưới kia mình kéo luôn. Thế bây giờ... Hưng chạy xuống dưới kia để kéo luôn nhá. Dạ. Chạy xuống dưới kia để kéo cái ống này ra xuống luôn. Để anh nối ở đây. Kéo xuống dưới dưới nhà á? Kéo xuống đến bao giờ hết ống thì thôi. Không, nhưng mà sợ tí nữa gặp bé, không có người xem lại gặp anh. Phải có hai người đấy. Đúng rồi. Thôi bây giờ bạn ở đây nối đi. Để tôi với cả Hưng xuống dưới kia để ấy nhá. Được. Bây giờ phải bịt một ống ấy. Tí nữa phải bịt một ống thì nó mới khỏe, nó mới đẩy xuống được. Không, nhưng mà như thế thì cứ nối vào ống cũ trước đi. Ống nhà cũ ấy. Tí nữa mình lười lên này. Tí nữa mình lấy nước dùng phải chứ. Nối mà. Thì nếu như mà thế thì nhà cũ làm gì đã có nước dùng đâu. Nếu mà mình không, tí nữa mình kéo đây xuống là mình cắt ở đây luôn. Mình sẽ làm một cái khớp ở đấy để mình sử dụng cái ống này. Có nghĩa là làm một cái van, cái khóa ở đấy. Ui, cái ống này bé quá. Bây giờ đút vào kiểu gì đấy? Chào mừng các bác đến với gian hàng nhỏ của Hoa Cải Vàng. Các bác mến, hôm nay thì giáo trình lại tiếp tục đưa đến cho tất cả quý ông bác, quý anh chị những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Trước tiên thì giáo trình sẽ xin phép là giới thiệu một ông hoa bạc hà các bác nhé.
Mật ong hoa bạc hà thì cô bác anh chị có thể phân biệt qua màu của bác nhé. Còn đây là mật ong khoái này, mật ong khoái rừng với cả mật ong hoa bạc hà. Và đặc biệt là bên kênh của Hoa Kẻ Vàng chỉ có hai loại mật ong mà cháu Trình bán duy nhất, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Tại vì là những cái mật ong này thì cháu Trình chuyên thu mua của bà con những cái nông sản, những cái đặc sản vùng cao đạt chuẩn 100% về chất lượng, thì cháu Trinh sẽ gửi đến cho toàn thể quý bác, quý anh chị. Nhiều bác có hỏi cháu Trinh rằng là dùng cách nào để mà phân biệt mật ong chuẩn. Đây, thì cháu Trinh có chuẩn bị một cốc nước lọc này với cả một lít mật ong. Cháu Trinh sẽ đổ mật ong vào nước lọc xem là nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, nếu mà mật ong lắng xuống mà không hòa tan trong nước thì nó là mật ong đặc chuẩn 100%. Đấy, thì quý bác anh chị có thể quan sát là những cái giọt mật ong mà cháu Trình đổ xuống là rất là đặc này. Rồi khi mà cháu Trình đổ xuống nước là nó sẽ không hề tan các bác nhé, không hòa tan. Đấy, mật ong là ra nguyên mật ong, nước là sẽ nổi lên phần nước đấy. Rồi cháu Trình khuấy đều như thế này nó cũng sẽ không tan nếu như mà mình không tác động mạnh. Và tiếp theo cháu Trình muốn giới thiệu đến cho quý bác anh chị, đây là sản phẩm trà rào của Lam các bác nhé. Trà rào của Lam thì đối với quý ông bác anh chị khả năng là không còn xa lạ nữa, được coi như là những bài thuốc được ví như là cỏ trường sinh và được ưa chuộng ở những nước mà phát triển về những cái cây thuốc nam như là Trung Quốc, Nhật Bản. Đây, thì quý ông bác anh chị có thể mua về và có thể gọi điện trực tiếp cho giáo trình để giáo trình sẽ tư vấn cụ thể từng một sản phẩm một và có tác dụng gì. Và hầu như là những sản phẩm mà giáo trình đang bán ở trên kênh thì sẽ có những bài thuốc riêng các bác nhé. Đây, còn trước mắt của các bác anh chị đây là chè san tuyết cổ thụ của bác nhé. Đấy, thì mỗi vùng thì có một loại chè khác nhau. Ở trên chúng cháu thì trên cao thì sẽ có những cái loại chè mà hương vị nó khác nhau. Các bác anh chị có thể mua về và thưởng thức các bác nhé. Còn đây, trên tay của cháu Trinh đây là sản phẩm mộc nhĩ rừng của bác nhé. Mộc nhĩ rừng rồi là nấm hương rừng. Đấy, tiếp theo đây là sản phẩm bịch miến rong đặc sản trên vùng cao của bác nhé. Loại miến rong này thì khác với tất cả các loại miến là ăn nó rất là ngon và nó dai các bác, dai ngon để được lâu. Sản phẩm miến thì trên chúng cháu là có hai loại, một là sẽ sản xuất bằng máy của bác nhé, đây là sợi miến được cắt bằng máy, còn đây là sợi miến thủ công của bác nhé, thủ công cắt bằng tay các bác ạ. Sợi này thì rất là to, gọi là sợi miến siêu to khổng lồ luôn đấy các bác. Còn tiếp theo đây là sản phẩm măng dối của bác nhé. Măng dối thì cũng được làm từ cây măng nứa khô của bác nhé. Còn măng nứa miếng như thế này thì quý bác anh chị mua về có thể là dùng cả miếng như thế này để mình nấu thịt nhừ các bác nhé. Có thể chế biến được rất là nhiều món khác nhau tùy theo cái nhu cầu của mình. Còn đây là sản phẩm ốc chó nếp Hà Giang. Đấy, đặc sản trên vùng cao. Loại sản phẩm này thì rất là thích hợp cho trẻ nhỏ, bà bầu và người già, nam giới các bác nhé. Hầu như là nhóm tuổi nào cũng có những cái bài thuốc và những cái công dụng để phù hợp cho mình hết. Còn đây, đây hạt của quả ốc chó đây các bác. Hạt này thì quý bác anh chị mua về có thể là sử dụng luôn các bác nhé. Đây. Đấy. Mình có thể ăn luôn là được. Hoặc là quý bác anh chị có thể rang lên. Hoặc là lấy xay làm sữa. Lấy nấu cháo. Quý bác anh chị mua nhiều sản phẩm thì cháu Trinh sẽ tặng quý bác anh chị một hũ chẩm chéo của bác nhé. Hoặc là nửa cân miến rong của bác nhé. Rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ những gian hàng đặc sản trên vùng cao để cháu Trinh có thể tiêu thụ, phụ giúp bà con các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bác. Đây, ống nước là chúng cháu kéo đến đầu nguồn rồi. Hiện tại đang nối nước ra rồi các bác, nhưng mà hiện tại nước vẫn chưa ra đến đây. Hưng là vừa mới chạy lên xem là nó bị tắc ở đâu. Khả năng là nó phải cần một chút thời gian nữa thì nó mới đẩy ống nước, nó mới đẩy xuống được các bác. Ống này thì kéo còn được khá là nhiều nữa đấy. Chắc vẫn chưa đi 1 phần 3 đâu. Đến đấy rồi à? Thấy nặng nặng rồi đúng không? Ừ. Hưng bảo thấy nặng nặng ở đâu đấy rồi.
nó phải cần thời gian, cái nước này nó không quá mạnh ấy. Tí nữa mình kéo xuống dốc này nó mới nhanh. Đây, chúng cháu sẽ kéo ra đến đây, xíu nữa sẽ nối ở đây các bác nhé. Nối ở đây để kéo xuống dưới kia. Nếu mà nhà của Hưng có dùng ấy thì sẽ làm một cái khóa ở đây để mở khóa nước. Em ấy dùng thì em ấy sẽ mở ra, còn không dùng thì khóa lại để cho nước xuống dưới kia. Mua cái tê khóa nhỉ? Ừ, mua cái tê khóa. Ừ. Thuận ở nhà nấu cơm chưa đây? Nấu rồi à? Ừ. Thuận chào con các bà đi. Chào con các bà. À, vừa lấy cỏ cho con dê ăn xong à? Vâng. Ui giời ơi. Đây. Con dê thì mấy hôm nay là trời nắng quá. Mấy em là lấy buộc ở chuồng hết đấy các bác. Lấy cỏ ra để cho nó ăn. Đấy. Mùa này thì có khá là nhiều cỏ các bác. Cỏ ruộng, cỏ non. À, mấy con dê là lấy bùa ở chuồng hết rồi à, Thuận? À, bây giờ con nhỏ của nó là trèo lên được rồi à? Anh Hưng kê đá lên là trèo lên được rồi à? Thế chưa Hưng ơi? Chưa thấy đâu. Ôi giời, phải đợi ở đây đến bao giờ đến thì mới có nước để mà rửa chân được. Đợi lâu ấy nhờ. Chắc phải 5 phút rồi á. Gần đến rồi đấy Hưng ạ. Anh nghe thấy tiếng rồi. Đến đấy chưa? À, nàng nàng ở đây. Nàng nàng đến đây rồi đây. Nó phải cần thời gian. Ui dồi, Hưng vừa mới đi sửa lại các bác. Nước về mạnh lắm rồi. Được rồi Hưng ạ. Đây. Nước mạnh chưa? Nấy khả năng là nối bị sai kỹ thuật rồi. Nhưng mà nước nóng lắm quá. Hôm nào mà trời nắng như này ấy, thì nó phơi nắng là nước nó sẽ rất là nóng luôn. Đấy, nước mà nó cứ chảy mạnh như thế này thì khi mà kéo xuống nhà mới của bác thì nó sẽ có lực đẩy xuống. Nó sẽ rất là nhanh thôi. Vì bây giờ từ cái nền nhà cũ của em Hưng mà đi xuống nhà mới thì toàn là đi xuống dốc hết rồi. Đây, đợi một lúc là bây giờ nước nó trong vắt rồi đấy các bác, không còn đục nữa. Được rồi Hưng ơi, được rồi, được rồi, được rồi, nước ra đến đây rồi. Mạnh lắm rồi. Đây, như này là quá mạnh rồi. Mạnh hơn cái ống cũ rồi đấy. Nước trong vắt luôn. Chúng cháu tính ra là làm thành hai cái bể lọc rồi đấy các bác. Mạnh rồi. À, vừa rồi thì chúng cháu có lên nhà và ăn cơm xong rồi các bác. Đấy, sau khi mà ăn cơm xong thì nước đã ra đến đây rồi. Đấy, nước là cái nguồn cũ cũng như vậy nhờ. Vâng. Cái ống cũ ấy, ống mới thì cũng như vậy thôi các bác. Nguồn nước là nó chỉ bé được như vậy thôi. Bây giờ chúng cháu sẽ bắt đầu tiếp tục là kéo từ cái đoạn này xuống nhà mới. Đấy, ở đây thì là nãy chúng cháu kéo xong là vẫn còn thừa một đống ở đây. Thì bây giờ sẽ kéo xuống là thiếu bao nhiêu thì chúng cháu sẽ lại lấy cái cuộn ở dưới kia. Trước là mua lên 2 cuộn. Đấy, bây giờ lại tiếp tục thôi nhá. Vâng. Mày ra đấy. Lấy dao để phát đấy Hưng nhờ. Vâng. Ừ. Hưng đi trước ở đấy. Một người ở đầu này giữ xong là vẫn như lúc nãy thôi nhỉ. Ừ, vẫn như lúc nãy. Đầu này giữ xong là một người ở giữa, một người kéo. Ừ. Lúc nào mà kéo hết thì bảo nhá, xong là buộc cái đầu này ở trên này. Vâng. Đấy thì nó mới. Đấy, Hưng thì sẽ là người đi trước tại vì là em ấy sẽ biết đường ấy. Vâng, và thước phim đến đây cũng khá là dài rồi các bác. Chương trình cũng xin phép là khép lại thước phim ở đây và hẹn các bác ở phần 2
của Thước Phim. Cháu Trinh sẽ lại tiếp tục cập nhật tiến độ và kéo nước các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Xin chào các bác. Con chào công các bà, chào cô các chú ạ.